phóng nhanh, vượt ẩu, quay đầu chạy ngược chiều trên làn đường cao tốc khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn. Chỉ trong một buổi sáng, lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm. Có nguy hiểm nhưng mà nay cái cơ bản là mình muộn quá, đi làm chưa muộn làm không kịp. Định được nhưng mà có cái là nó muộn quá, vì lý do nó muộn quá rồi cố tình lên. Hôm nay thì mình di chuyển lên bệnh viện mắt trung ương, tại vì mình đã có người nhà cấp cứu trên đấy nên là mình hồi nãy mình ở ngoài hơi tắc một tí nên là mình biết là mình có lỗi nên là mình cũng đi hơi vội vào trong đường cao tốc một chút. Mình đi lần ra làn ngoài ấy, thì ảnh hưởng đến ô tô, phương tiện ô tô họ đi lại. Vì một lý do rất là hay qua đường nó tắc quá rồi giờ làm mà không kịp nên là cũng biết là sai vẫn nhiều khi vẫn cố đi. Thực tế thời gian vừa qua đã có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển xe máy, xe thô sơ đi ngược chiều. Nguy hiểm là vậy, nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn bất chấp, thản nhiên đánh cược với tính mạng của chính mình. Thì đội cảnh sát giao thông số 1 là buổi sáng và buổi chiều chúng tôi là có cái điểm cắm chốt cho các cán bộ phân luồng và các giờ cao điểm đứng ra xử lý các cái trường hợp đi xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đi vào đường cao tốc. Thì đội chúng tôi đã cương quyết xử lý triệt để các hành vi nguy hiểm đi vào đường cao tốc. Hiện lực lượng chức năng đã thường xuyên bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát, ứng trực chốt chặn tại các lối mở ra vào đường cao tốc, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Việc đi xe máy vào làn đường cao tốc là hành vi đặc biệt bị nghiêm cấm, tiềm ẩn rất cao nguy cơ tai nạn giao thông. Song chỉ vì một chút thuận tiện, nhiều người lại đánh cược sự an toàn của chính bản thân mình.